này là cái gì thế hả? Cô sinh con ra, nuôi con 7 năm trời, lòng cô sốc lắm. Nhưng con ơi, thầy con đang bị người ta bắt ngoài kia, không nhanh lên, người ta đánh chết thầy con mất. Đi, đi về U, đi con. Ờ, con ghét U. Dần ơi, Dần ở nhà, Dần có nhớ chị không? Chị ở nhà với Dần, làm sao mà em phải nhớ? Nhưng mẹ sắp bán chị đi rồi. Không, chị về nhà với Dần cơ, chị không được đi đâu em. Dần ở nhà, nhớ không được bắt nạt bé Tiểu, nghe chưa? Chị ở nhà với Dần, Dần sẽ không bắt nạt bé Tiểu nữa đâu. Chị ơi. Ôi, U cho con ở lại với em nốt đêm nay, rồi sáng mai con đi sớm về U nhé. Thôi nào hai đứa thương thầy, thì đi với U, đi, đi con. Chị Tí ơi, chị Tí, chị không được đi, chị Tí ơi. Chư thầy đã thúc bách biết bao ngày đời trở nên cùng cực, khốn khổ. Gia đình anh chị giàu cũng vậy, để có tiền đóng siêu cho chồng, chị giàu phải bán đàn chó nhưng còn hơi sữa, bán đứa con mình rất ruột đẻ ra. Mệt quá, không nhảy nhót gì nữa, thằng bé đâu, mang con lên cho bà. Đứa nào nhem nhéo ngoài đây đi hả? Ra bẩm cụ, con dậu ạ. Ra đằng kia mà ngồi, đứng đấy làm gì? Chó cắn vào tay phải, chó chết. Ai bảo đưa lúc bà đang ăn cơm thì dẫn xác vào, hỏi gì? À, sáng nay chồng nó đã sang, nhà muốn bán đứa con, mà sao bây giờ nó dẫn xác đến? Tao phải đi công kia việc đó, thời gian đâu đợi mỗi mẹ con chúng mày. Dạ, bẩm cụ, con phải chờ mãi, người ta mới cho chịu vào văn tự ạ. Đi đường xa, sao mày không lấy cái nón của con mày, che cho mấy con chó, mới để nó nắng thế kia hả? Ông xem kìa, con bé bằng cái nhãi xanh thế kia, mà cứ xem xét là lên bẩy. Bẩm cụ, con nói lên mày thật đấy ạ. Con phải nói sai, trời chú đất diệt nhà con ạ. Thề với bồi, cả đời chúng mày cái lúc nào là nói thật. Con đã thề thì không dám nói sai trước cửa nhà cụ đâu ạ. Liệu hồn, chưa nói mày đã cãi xong, dễ lòng quay phải lứa với mày ạ. Mà mày không định mở cho mấy con chó con ra. Ấy là chó đẹp phết là ba con, mỗi con đẹp một kiểu. Nào con đấy. Ờ đúng, nuôi chó giữ nhà còn hơn nuôi cái chữ kia. Bà xem kìa, con nào con đấy ăn đều khỏe, đúng là giống chó tốt. Ôi con đói, ôi mày đói mày ra nhặt cho con thừa của chó nhà ông lên mà. Xong lăng lăng cái gì mà ăn cơm thừa, chó nhà bà còn chưa xứng đáng đâu. Chó nhà bà còn đáng mấy đồng cơ, chỉ đáng một đồng thôi. Mày không bảo con mày ăn đi à? Tôi khỏi phải ăn nữa, tiền của chúng mày đây. Khỏi phải thế, không ai đi đâu trong nhà mày đâu. Nhanh cái tay lên ông bà còn phải đi bổ. Mày về đi. Thằng bếp mang con bé vào. Ôi sao Tí nó không giỏi. Ôi Tí, Tí, Tí. Tại nhà anh dậu. Nhà dậu thế nào rồi? Tổ chức từ đêm hôm qua rồi cơ mà. Tổng cụ, nhà con yếu lắm ạ.
Tôi có bát cháo hành, chị cho anh ăn cho lại người nào. Thế em thấy trong thời gian rồi, cổ ăn một ít cháo cho lại sức. Không ăn được đâu, đắng miệng lắm. Thế em thương em, thương con thì cổ ăn một ít đi. Thằng giàu, tao tưởng mày chết từ đêm hôm qua. Tiền sưu đâu? Bẩm ông, lấy ông tha cho con. Con vừa mới ốm ra. Xin ông thương tình, chồng con đang ốm, tự chết từ đêm hôm qua, chưa kịp lo liệu gì ạ. Tao tha cho mày, thì ai tha cho tao? Thằng này, lấy do đi cho nó ra. Xin ông. Tránh ra. Mày có trói được không? Xin ông! Để không mày trói! Tôi xin ông! Đi ra! Đào ơi! Chết mất thôi! Mày đánh người nhà nước! Mày sẽ biết tay tao! Ôi! U em ơi! Người ta đánh mình! Chứ mình đánh người ta là bạn vàng của thân đấy. Nhưng cứ mãi thế này thì làm sao mà chịu được. Chị Hùng chạy ra ngoài giữa lúc trời tối đen như mực, đen như cái tiền đồ của chị Vận, để lại một gia đình đau khổ, nghèo và cơ chế bất công còn hiện diện rộng khắp. Những khổ cực mà chị giàu phải chịu cũng như những tâm lý uất ức trào dâng một đã thể hiện hành động phản kháng, chính là hình ảnh của những người nông dân trước cách mạng tháng 8. Hành động phản kháng nào của chị Dầu đã trở thành tiền đề cho sự đấu tranh giành lại quyền làm người, giành tự do.